Xin chào các bạn học viên thân mến, tôi là Trần Minh Quang. Tiếp tục chương trình hướng dẫn Body Mark 2020, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn bài số 42, đó là dựng cầu thang hai vế phần tay vịn. Tôi sẽ về khung dựng top, sau đó vào relay, vào set và dùng lệnh rectangle. Với một cái rectangle như thế này, các bạn chỉ cần vẽ tương đối thôi. Sau đó tôi sẽ đưa cái rectangle này về chế độ Spline và chọn chế độ số 1 hay còn gọi là chế độ V-Test. Sau đó các bạn chọn hai cái V-Test như thế này và dùng lệnh Select and Move di chuyển, rất là đơn giản. Sau đó tôi chọn chế độ số 2, chế độ set mask, xóa cái cạnh này đi và tôi về khung nhìn body PT. Tôi sẽ di chuyển lên như thế này các bạn nha. Tôi chọn cái đỉnh và tôi chọn corner và về khung nhìn lens như thế này đây. Ở đây tương tự, tôi cũng chọn corner. Đây tiếp tục tôi sẽ spillet cho nó bó tròn lại. Như thế là tôi đã tạo xong được cái biên dạng của cái tay vịn. Bước tiếp theo, tôi sẽ nhân bản ba cái cầu, ra thêm hai cái cầu thang nữa. Đầu tiên, ý đồ thiết kế của tôi là tôi muốn tạo một cái tay vịn tròn thì rất đơn giản thôi. Tôi chọn vào cái đường dẫn và tôi kích hoạt 3D ảo lên các bạn. Và đây, độ dài tôi nhập là khoảng là 55, 50 đến 55 các bạn nhé. Rất đơn giản thôi, các bạn đã có một cái tay vịn viên dạng tròn như thế này. Đây là tay vịn của thay. Trường hợp thứ hai, tôi muốn design một cái tay vịn có viên dạng là hình chữ nhật hay là hình vuông thì tôi cũng kích hoạt 3D ảo lên các bạn. Và đây, tôi chọn rectangle các bạn nhé. Tôi cũng nhập cái biên dạng là 50-50 như thế này. Rất đơn giản thôi. Còn trường hợp thứ ba thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo một cái biên dạng, một cái profile bokeh. Tôi về khung nhìn LED và tôi vào Reang. Sau đó tôi vẽ một cái rectangle như thế này. Kết bỏ chế độ vấn đề ảo đây đi các bạn nhé. Sau đó tôi sẽ điều chỉnh cái kích thước của cái rectangle này. Tôi điều chỉnh nó khoảng 55 và 55 các bạn nhé. Tôi
phải nó hơi bé, tôi cho lên 60. Tôi về chế độ SBLA. Ví dụ ở đây tôi sẽ chamfer 1x như thế này. Sau đó ở đây thì tôi sẽ select các bạn. Chọn refine. À, tôi kết quả các bậc điểm là các bạn nhé. Sau đó tôi sẽ tạo hai cái điểm như thế này. Tôi mua nó đi vào theo trục x một khoảng chính xác là khoảng 6 các bạn. Ok. Ở cái điểm ở đây thì tôi sẽ mua ngược lại là trừ 6. Hai cái segment này các bạn, tôi muốn cho nó mịn thì tôi sẽ chọn là mút các bạn nhé. Đấy. Ở đây tôi muốn cho nó có góc cạnh một tí hay là mịn luôn thì mình cứ chọn là mút luôn các bạn nhé, cho nên cái tay mình vịn lên, cho nên tôi sẽ cố gắng để cho nó mút. Ok, sau đó tôi thoát ra các bạn. Để tạo được cái tay vịn thì tôi sẽ vào Create. Sau đó tôi sẽ vào combo adjust. Đầu tiên các bạn phải chọn cái đường dẫn trước đi ha. Chọn lớp các bạn. À, các bạn sẽ kích vào get sub. Thì như thế thì mình đã tạo được một cái tay vịn theo một cái biên dạng mà mình thiết kế ngẫu nhiên và theo ý đồ của mình luôn. Khá là ok đúng không các bạn? Nhưng vấn đề được đặt ra thì cái biên dạng tay vịn ở đây nó bị xoay nè các bạn. Thì để hiệu chỉnh được điều này, các bạn chọn vào cái tay vịn, vào modify, vào lớp, các bạn chọn shape. Ở đây các bạn chọn nó và mình sẽ copy cái shape này đi. Các bạn đè mua đè ship các bạn nha. Cái này tôi sẽ tắt các bậc điểm đi. Như thế này. Tôi đặt ở đây. Tôi chọn ở đây là copy. À, sau đó các bạn dùng lệnh xoay. Xoay nhẹ như thế này các bạn. Xoay nhẹ như thế này. Đấy. Ok. Khá ổn rồi. Thì tôi lại tiếp tục đè ship và sử dụng lệnh nuôi. À, sau đó tôi sẽ hiệu chỉnh và cắt nó ở đây. Tiếp tục tôi dùng lệnh mua và đè ship để copy cái biên dạng về đây. Các bạn lưu ý đây, tôi chọn thì chọn là copy nhé. Sau đó tôi cũng dùng lệnh rotate để xoay cái biên dạng cho nó đúng cái hướng lại. Ok. Và như thế là tôi đã hướng dẫn các bạn model tay vịn cầu thang theo ba cách. Thứ nhất là cầu thang tròn, thứ hai cầu thang hình chữ nhật hay là vuông, và thứ ba là tay vịn cầu thang có cái tiết diện bất kỳ, và cách mà xoay và hiệu chỉnh cái tiết diện của cái tay vịn này. Thì chúc các bạn thành công với clip này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái tutorial hướng dẫn tiếp theo.